chúng ta còn rất là nhiều cơ hội để chụp ảnh, quay phim. Và bây giờ xin mời những cổ động viên rất là nhiệt tình, những fan rất là cuồng của ba người mẫu chúng ta. Chúng ta có thể lùi lại một bên để hơi thở cho người mẫu chúng ta được.